Chiều tối ngày 28 tháng 11 giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA, là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO, đồng thời đề nghị WHO có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh. Ngày 27 tháng 12 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đây là sáng kiến do Việt Nam đề xướng vào năm 2020 trong vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã được sự đồng bảo trợ của 112 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Tổng giám đốc WHO bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm, nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, xã hội là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế. Giám đốc Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng và giám đốc điều hành chương trình COVAX khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Tổng giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO.